Thưa quý vị, mới đây, ban biên tập kênh VTC9 đã nhận được phản ánh của những khán giả sinh sống trên phố Yên Lãng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về tình trạng là tuyến phố này mặc dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay, thế nhưng buổi tối lại không hề có hệ thống đèn điện chiếu sáng, khiến cho cả tuyến phố tối đen như mực và gây bức xúc cho người dân, cũng như tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Phố Yên Lãng chỉ dài khoảng 1 km, nối từ ngã tư Thái Hà đến đường Láng, nhưng có lưu lượng phương tiện giao thông rất đông đúc. Hai bên phố có nhiều trường học và trụ sở cơ quan nhà nước. Thế nhưng nhiều người dân bày tỏ thắc mắc, không hiểu vì lý do gì một tuyến đường rộng, đẹp đã được đưa vào sử dụng nhiều năm mà hệ thống chiếu sáng lại tê liệt như vậy. Tình trạng này khiến các phương tiện lưu thông quan sát khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Suốt mấy năm nay thì cái hệ thống đèn đã hoàn thiện, đã thử, thế nhưng mà không bao giờ bật lên cho bà con dùng buổi tối cả. Cho nên là đêm hôm mà chạy ở đây nó như ở nhà quê, buổi tối như nhà quê, nhìn tối tăm mà nhiều khi là tai nạn cũng chỉ vì những chuyện nó xảy ra. Rồi đổ rác bẩn thỉu cũng chỉ vì trời tối nó không có đèn, nên là người ta cứ nhấp nhố người ta làm. Dân cũng chả biết nói với ai, cũng chả biết hỏi ai, mà hay là chính quyền nó chưa bàn giao được cho nhau, trên thằng điện nó không tính tiền. Nên nó chỉ là như vậy thôi, nhưng mà chính quyền thì họ cũng lơ đi, họ cũng chả để ý gì đến, chả biết thế nào. Tôi ở đây lâu lắm rồi, từ ngày là còn chưa có con đường này cơ. Nhưng mà bắt đầu khi có con đường này thì có hệ thống đèn đường đầy đủ hết, nhưng không bao giờ được bật. Mật độ giao thông ở đường này đi rất đông, nhất là buổi tối, nhất là giờ cao điểm, nhưng mà khổ nhất là những người mà đi qua đường này, qua đường phố tắc đoạn rất dễ bị tai nạn. Người thì tôi ý kiến là nếu mà có đèn, có tất cả gần mỗi bật lên đấy, mà không hiểu tại sao thì không được bật. Bao nhiêu lâu rồi mà chả thấy có điện đường cả. Tối hôm hôm nên đề nghị địa phương cho điện đường cho nó sáng để cho dân đi. Cũng theo phản ánh của người dân, do đường tối, phương tiện đi lại rất đông, không ít vụ va chạm giao thông đã xảy ra, gây thiệt hại cho sức khỏe và tài sản của người điều khiển phương tiện giao thông. Người dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp ngành địa phương sớm khắc phục tình trạng trên, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Được biết, hệ thống chiếu sáng công cộng trên phố Yên Lãng thuộc gói thầu số 3A, dự án xây dựng cống hóa tuyến đường Cát Linh La Thành Láng. Dự án này do Ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, và dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2013.